con đường này không phải là đường Trường Sơn đã đi vào huyền thoại, mà là con đường dẫn lên đại đội pháo phòng không 24 thuộc cực nam của Tổ quốc. Đại đội ấy ở trên đỉnh đồi cao nhất của đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngồi trên chiếc xe UAT, trải nghiệm cảm giác bị dằn, sóc khi xe bon bon trên đường, chúng tôi không hiểu làm thế nào mà những chiến sĩ hải quân ở đây có thể vượt qua sự gian nan này để bám trụ lâu dài. Vậy mà họ đã khắc phục khó khăn, vất vả để làm trọn nhiệm vụ được giao. Anh em đã được rèn luyện để anh em có được cái bản lĩnh, ý chí của những người là chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, bão tố, thử thách, những khó khăn vất vả trong đời thường như là trong cuộc sống, và những khó khăn mà anh em phải vượt qua những con đường như thế này, và chính anh em đã vượt qua và anh em vẫn bám trụ ngày đêm trên những con đường và trên những nơi đầu sóng ngọn gió để canh giữ bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo cực nam của Tổ quốc. Đại đội pháo phòng không 24 là đơn vị đóng ở trên đỉnh đồi cao nhất của đảo, cách mặt biển 150m. Để lên được đơn vị, cán bộ chiến sĩ ở đây phải vượt qua con đường gập ghềnh sỏi đá dài 3 cây số. Từ độ cao ấy qua con đường ấy dẫn đến cái khó khăn nhất của đơn vị hiện nay là nước sinh hoạt. Dù đơn vị được trang bị một hệ thống bồn chứa nhưng cũng chỉ đủ nước để nấu nướng, còn sinh hoạt cá nhân thì tất cả phải xuống núi. Đây là đơn vị duy nhất của vùng 5 mà mỗi chiều anh em phải chia ca cắt rừng xuống núi để tắm. Con đường ngắn nhất là vách đá chênh vênh như thế này. Mặc cho mũi vắt, mặc cho những phiến đá sắc nhọn, mỗi tốp xuống núi phải giải quyết nhu cầu của bản thân thật nhanh để quay ngược lên trước khi trời xuống tối. Ngày trời không mưa, chiến sĩ còn phải xách nước lên để sinh hoạt. Dẫu khó khăn là thế, nhưng những chàng lính hải quân ở đây lại rất yêu đời, biết biến khó khăn thành điều kiện để mình rèn luyện. Đỉnh đồi hẹp, đất đá nhiều hơn đất thịt, không thể mỗi ngày băng rừng xuống núi tìm cái ăn. Cán bộ chiến sĩ của trạm đã tận dụng từng mảnh đất để tham gia. Dù chỉ là diện tích nhỏ, nhưng các anh đã trồng được khá nhiều loại rau xanh, đủ cung cấp cho đơn vị cải thiện. Ở đây không bắt được sóng để nghe đài, người lính hải quân liền nghĩ ra cách chế tạo một cái đài thu được sóng radio. Cái khó ló cái khôn, và chiếc radio tự chế có 102 này đã làm bạn và là phương tiện để những chàng lính trẻ này nắm được thông tin cũng như sinh hoạt ở đất liền. Mỗi ngày, đơn vị có 5 tiếng nổ máy điện phục vụ cho công tác chuyên môn là chính. Với các anh, việc khắc phục khó khăn đã trở thành bản lĩnh, nhưng đâu đó vẫn canh cánh một ước mong có được nguồn điện tự nhiên để công việc được giải quyết nhanh hơn. Cái lượng làm việc của cán bộ chiến sĩ hiện tại bây giờ nó không còn như mang tính chất ngày xưa nữa. Anh em có rất nhiều cầu về gia đình, về sinh hoạt. Đấy, cái điện mặt trời nó phần nào nó cũng giải quyết được cái thời gian cần thiết đối với cán bộ chiến sĩ, như trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ. Anh em mà có cái thời gian mà nghe đài, mà cán bộ chiến sĩ mà làm việc buổi tối là có cái ánh sáng để viết giáo án hoặc là đọc tài liệu đó, ngoài những thời gian sinh hoạt học tập ra. Được tuyên dương là đơn vị anh hùng từ trong kháng chiến chống Mỹ, phát huy truyền thống ấy, những cán bộ chiến sĩ ở đây vẫn đang từng ngày khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bởi với các anh, nhiệm vụ chính để các anh gắn bó với đỉnh đồi trên đảo Thổ Chu này là làm tròn nghĩa vụ của người trai, bảo vệ an toàn cho vùng trời, vùng biển phía tây nam của Tổ quốc.